Vào lúc 11 giờ trưa ngày 14 tháng 11 năm 2019, trường thẩm mỹ Jasmine Beauty College đã tổ chức lễ ra trường phát bằng tốt nghiệp cho khoảng 60 học viên của mình thuộc các ngành tóc, nail, massage và facial. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, thân mật với sự tham dự của học viên, các thầy cô giảng dạy và ban giám đốc của trường. Được biết, cứ khoảng 2 tháng một lần, trường thẩm mỹ Jasmine Beauty College lại tổ chức một đợt ra trường cho học viên của mình. Để bảo đảm các sinh viên ra trường có thể đáp ứng mọi yêu cầu gắt gao của nghề, nhà trường không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc giảng dạy, giúp các em vừa học lý thuyết, vừa thực hành trong một môi trường kỷ luật, chuyên nghiệp và vệ sinh cao như những salon sang trọng thực thụ. Tên là Tina Thủy Lê và trước tiên tôi xin kính chào tất cả quý vị. Mình bắt đầu dạy ở trường Jasmine Beauty School thì trường được khai trương vào năm Tây tháng 3 và trong trường này đã huấn luyện rất là nhiều nghề như là nghề nail, nghề làm móng tay, nghề làm về skin care là da và đồng thời là tóc nam và tóc nữ. Trường khi ra học sinh ra trường thì trường cũng có kiếm việc làm cho học sinh và đồng thời trường cũng đào tạo cho những học sinh nào có bằng để mà huấn luyện nâng cao tay nghề như là về xăm chân mày, nối lông mi và make up. Chúng tôi trường Jasmine cũng rất là mong muốn tất cả những anh chị nào mà muốn đi vào trong cái ngành nghề thẩm mỹ này thì hãy đến với trường Jasmine Beauty School. Chúng tôi luôn luôn hân hoan đón chào quý vị và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Tôi tên là Alina Hạnh Phạm. Hiện giờ tôi là giảng viên của trường Jasmine Beauty School. Tôi đảm trách dạy về môn esthetician, skin care. Trường Jasmine Beauty School dạy những môn giống như là cosmetology, barber, facial, esthetician, manicurist and massage. Trong San Diego này thì trường Jasmine dạy hầu hết những môn về ngành thẩm mỹ. Và tới đây thì chúng tôi sẽ có thêm một chi nhánh dạy về microblading, advanced makeup, bridal makeup và nối mi. Thì những bạn nào muốn học về những ngành về thẩm mỹ thì liên hệ với chúng tôi ở trường Jasmine Beauty School. Chúc mấy em mọi người một ngày vui vẻ, chúc mấy em một gia đình dồi dào sức khỏe. Chị thứ ba là mấy em nên cho một chàng apply. Bạn nào cũng gì hết trơn, có thể nói là nhà trường đây không phải mà chỉ là dạy những nghề nail hay cái gì mà mấy em có chủ trạch về tương lai trên đường đời thì muốn trở lại cũng cần sự giúp đỡ với nhà trường thì nhà trường sẵn sàng giúp nghe theo khả năng thì nhà trường rất là lucky, là may mắn là có những học sinh rất là ngoan mà con số học sinh rất là nhiều. Nhà trường dạy nhiều môn, cho thí vụ là dạy tóc, dạy nail, mà so far là cái số mà học sinh đi thi mà đậu là có thể nói là trên 90%. Sau khi hoàn tất khóa học tại trường, các học viên sẽ trải qua kỳ thi gắt gao do State Board tổ chức và có được tấm bằng tốt nghiệp thực xứng đáng trong tay. Đây là bước khởi đầu quan trọng để các học viên xây dựng một cuộc sống tốt đẹp sau này. Vì thế, để bảo đảm các học viên ra trường có thể đáp ứng mọi yêu cầu gắt gao của nghề, trường thẩm mỹ Jasmine không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc giảng dạy, giúp các học viên vừa học lý thuyết, vừa thực hành trong một môi trường kỷ luật, chuyên nghiệp và vệ sinh cao như những salon sang trọng thực thụ.